Vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay, một đoạn đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ sụt lún. Vị trí sụt sâu nhất là khoảng 1 mét. Phường Khương Đình của Thanh Xuân, Hà Nội đã xác nhận sự cố lún võng mặt đường Vũ Tông Phan có liên quan đến việc thi công hệ thống cống thu gom xử lý nước thải dọc sông Tô Lịch. Vị trí sụt lún kéo dài từ đoạn số nhà 409 đến 415 Vũ Tông Phan, nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Diện tích lún võng rộng khoảng 23 m, điểm lún sâu nhất khoảng 1 m. Trên mặt đường, nhiều đoạn bị kéo nứt, khe hở rộng ra khoảng 15 cm. Theo phản ánh của người dân, trước đây đoạn đường này cũng đã từng bị sụt lún nhưng không nghiêm trọng như lần này. Hiện đoạn đường xảy ra sụt lún đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo và không cho các phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện chủ động lưu thông theo hướng khác. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ. Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia làm việc với tỉnh Ninh Bình và một số cơ quan đơn vị tại địa phương về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 5 người bị thương vào đêm 13 tháng 6. Qua kiểm tra, tài xế lái xe khách không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Xe khách đi với tốc độ 64 km/h. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, thăm gửi lời chia buồn, trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió, nên từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Trạm Tấu đã xảy ra mưa vừa mưa to, gây nhiều thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, công trình công cộng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, các huyện cùng với chính quyền địa phương cần khẩn trương xuống kiểm tra mức độ ảnh hưởng, thăm hỏi động viên và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục những thiệt hại để bảo đảm đời sống cho nhân dân, khắc phục tạm thời các tuyến đường giao thông. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Còn tại Lào Cai thì trận mưa lớn vào đêm qua kéo dài đến sáng ngày hôm nay cũng gây nhiều thiệt hại cho người dân và hiện công tác khắc phục hậu quả đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, mực nước lũ trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tăng nhanh. Do đó, người dân cũng cần chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Mưa lớn vào đêm ngày 13 kéo dài đến sáng ngày 14 đã làm toàn tỉnh Lào Cai có 130 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở ngập úng tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, trong đó có một nhà bị sập đổ hoàn toàn. Mưa lớn cũng gây ngập úng hơn 143 hecta hoa màu và làm sạt lở hàng chục tuyến đường gây ách tắc giao thông. Hiện công tác khắc phục đã được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân. Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xuống tận nơi kiểm tra và có biện pháp xử lý cục bộ tại chỗ để đảm bảo đi lại cho người dân. Đối với các diện tích lúa mà có thể thu hoạch được thì chúng tôi đã giao cho chính quyền địa phương huy động các lực lượng dân quân, các lực lượng khác hỗ trợ người dân để thu hoạch cái phần còn lại cả diện tích lúa hoa màu. Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm nay 14 tháng 6, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tới 1,2 đến 3 mét, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ, lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp trên các khu vực có mưa lớn. Do đó, người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.